lục địa tan rã, kim cương bị nguyền rủa trồi lên ở Ấn Độ. Mỏ Kimberlite Wairakaru ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, được cho là nơi đã sinh ra những viên kim cương bị nguyền rủa theo cách thức độc nhất vô nhị. Theo một nghiên cứu vừa công bố trên Journal of Earth System Science, những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới như Koh Inu, Hope, Olof, Great Mogul, gọi chung là kim cương Golconda, có thể đã trải qua hành trình rất đặc biệt từ nơi rất gần lõi trái đất. Kim cương Golconda rất đặc biệt vì chúng có ít tạp chất và rất ít nitơ, khiến chúng rất trong và không có khuyết điểm gây cản trở sự lấp lánh. Chúng được tìm thấy trong những năm 1600 đến 1800 trong cái gọi là các mỏ sa khoáng, là những hố nông đào vào trầm tích ven sông. Nhưng để có thể xuất hiện bên trên bề mặt hành tinh, chúng phải đến từ những vụ phun trào núi lửa lớn gọi là kimberlite. Không ai biết những tảng đá kimberlite chứa những viên kim cương này có thể được tìm thấy ở đâu nhóm tác giả quốc tế dẫn đầu bởi Đại học Savitribai Phule Pune, Ấn Độ, đã nghiên cứu địa hóa học của những viên kim cương thông thường từ thạch quyển, tức lớp vỏ cứng và lớp phủ phía trên và xác định rằng mỏ Wairakaru có thể chứa kim cương. Tuy nhiên, kim cương Golconda hình thành sâu hơn trong lớp phủ, có lẽ sâu bằng vùng chuyển tiếp gần lõi trái đất, tức rất sâu so với kim cương bình thường. Vì vậy, sẽ cần những tác động cực kỳ tàn khốc để vật chất từ dưới đáy của lớp phủ có thể được xáo trộn, đẩy lên tới bề mặt. Giả thuyết lớn nhất là chúng đã được đem lên từ một vụ tan rã của siêu lục địa cổ đại, nằm gần mặt đất hơn trước khi được các vụ phun trào núi lửa đưa tiếp lên phía trên, nằm tại mỏ Wairakaru, theo tóm tắt nghiên cứu trên Live Science. Những cuộc khảo sát cho thấy một dòng sông cổ nay đã khô hạn có thể từng có dòng nước chảy xiết, quét kim cương từ Wairakaru đến sông Krishna và các nhánh của nó, nơi những viên đá quý cuối cùng được tìm thấy. Nguồn gốc khác thường này đã đem tới cho loại kim cương này vẻ đẹp vô song cực kỳ quý giá và là tâm điểm tranh giành của nhiều người và thậm chí nhiều quốc gia. Phần lớn chúng được cho là mang lời nguyền. Trong đó viên kim cương cô Inu lớn nhất thế giới, nặng tới 105,60 carat, được người Hindu cho rằng sẽ gây hại cho các nam chủ nhân và liên quan đến vụ ám sát của ít nhất một vị vua. Viên kim cương hiện đang được sở hữu bởi nước Anh. Viên kim cương màu xanh mê hoặc hốp thậm chí còn nổi tiếng hơn bởi hàng loạt vị chủ nhân cùng gia đình họ đã chết trong các vụ tai nạn, tự sát, bị giết, hoặc tán ra bại sản, phát điên. Lời nguyên nổi tiếng nhất là vụ việc vua Louis 16 và hoàng hậu Marie Antoinette của Pháp bị chốt phế và chết trên máy chém hồi thế kỷ 17. Chuỗi các sự kiện thảm khốc dường như chỉ kết thúc cho đến khi húp được chủ nhân cuối cùng tặng lại cho Bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian, Mỹ, vào giữa thế kỷ 20.